Bảo vệ đại nhân nha. Tiêu Nhi, thế nào rồi? Bảo Ngọc đâu? Đây cả buổi tối vẫn không thấy Quỳnh ấy gì. Tối qua Quỳnh ở trước cửa Quỳnh nhà, dưới chân Mộc Lan thần quân, nhưng hắn vẫn không bắt bậy. Chẳng lẽ hắn biết mọi chuyện rồi? Quỳnh và hắn đã đấu ở Quỳnh nhà, nhưng chỉ một lát, người trong Quỳnh nhà đều bị kinh động. Nếu nói như vậy, chú phát hiện được Bảo Ngọc rồi. Không được, Quỳnh phải đi coi thử. Bảo Ngọc, Quỳnh không sao chứ? Quỳnh không sao. Quỳnh đừng lo, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Cũng tại ta không tốt. Chuyện này không thể trách Quỳnh. Tối qua Quỳnh đã dụ Mộc Lan thực quân là đã giúp ta nhiều rồi. Nhưng mà ta tìm khắp huyện nha, cũng không phát hiện được chỗ nhốt Bôn Nguyệt. Sau đó ta sợ chúng phát hiện chỗ này, nên đánh một vòng rồi về đây, để hai người khỏi lo lắng. Quỳnh không sao thì tốt rồi. Nhưng mà tối hôm qua ta đã gặp ông ngoại. Khải bẩm đốc Thảo đại nhân, Thanh Bình kiếm khách về rồi. Hà Bạch đại hiệp, ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Bạch đại hiệp, mọi chuyện là sao vậy? Cũng tại ta không cẩn thận gặp phải ám toán. Để ta xem giúp cho bạch đại hiệp. Sao có thể phiền đốc Thảo đại nhân, ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Bạch đại hiệp đâu cần khách sáo. Mạch tượng của bạch đại hiệp rối loạn, xem ra bị thương không nhẹ. Là cao thủ nào lại có thể đả thương Thanh Bình kiếm khách ra nông nổi này? Thì ra đứa cháu ngoại bất hiếu của ta Phương Bảo Ngọc thích khách tối qua chính là nó. Ra đến ngoài thành ta đuổi kịp nó, lúc vào đấu ta đánh rớt mạng che mặt mới phát hiện ra nó. Nhất thời sơ ý, thần thủ rối loạn, cho nên bị nó ám toán. Ta biết từ đầu tên thích khách là Phương Bảo Ngọc, nhưng mà ta không ngờ hắn lại có thể ra tay với ông ngoại của mình. Thực ra ta nghĩ là ông đã thả hắn đi, nhưng mà ta không ngờ kết quả lại như vậy. Bạch đại hiệp đối với triều đình đúng là trung thành cẩn cẩn, ta đã trách lầm ông. Đồng Thảo đại nhân, chuyện này sao ta dám? Cũng tại ta nhất thời mềm tay để nó chạy thoát. Không thể nói như vậy. Ông thấy cháu ngoại của mình nhất thời kinh ngạc khiến hắn được nước, chuyện này có thể hiểu được. Nè, dìu bạch đại hiệp về nghỉ đi. Dạ đại nhân. Khoan đã, đây là thuốc cho cung đình đặc chế, bạch đại hiệp hãy giữ lại dùng đi. Đa tạ đốc Thảo đại nhân. Đừng khách sáo, mời. Đừng đọt. Bỏ
Bảo Ngọc à, rốt cuộc cô muốn gì? Thả Bông Nguyệt. Tại sao cô vẫn chưa hiểu? Chẳng lẽ làm việc cho triều đình trong mắt của con là đê tiện, là nhơ nhút, bẩn thỉu hay sao? Không, là Cẩm Mỹ Vệ đê tiện, nhơ nhút, bẩn thỉu. Cái họ đại diện là bản thân, bọn họ không thể đại diện triều đình. Cho dù trong Cẩm Mỹ Vệ có những kẻ không ra gì, vậy đâu thể cho rằng Cẩm Mỹ Vệ đều là người xấu. Dù gì họ cũng đều là người hoàng thượng tin dùng, làm việc cho triều đình nhưng không đại diện triều đình. Chẳng lẽ các môn phái giang hồ lại đại diện cho triều đình hay sao? Ông ngoại, từ nhỏ ông đã muốn con là một nam tử hán đội trời đạp đất, tại sao bây giờ lại muốn con là một kẻ bất trung bất nghĩa? Im miệng. Lúc con còn nhỏ, ta muốn con học hành đàng hoàng, thì lấy công danh ra sức vì triều đình, để quan tông diệu tổ, lưu danh hậu thế. Ta đã tốn rất nhiều tâm sức để bồi dưỡng cho con, nuôi lớn con, là vì cái gì? Phải, ông muốn con học hành đàng hoàng. Ông còn nhớ quyển này không? Chính tay ông đã giao cho con. Bên trong toàn là những đạo lý trị quốc bình thiên hạ, nhưng ông mở to mắt mà nhìn đi, triều đình bây giờ có người nào làm theo những lời trong sách đã viết hay không? Lúc đó con biết ông bị Hô Viên Đại Tạng giết. Suốt một tháng trời con đã khóc ở trước linh vị của ông. Con hối hận lúc trước không nghe lời ông, không chịu học hành cho đàng hoàng, thường khiến ông phải tức giận. Sau đó con đã đọc Luận Ngữ nhiều lần, đã đọc Trị An sách nhiều lần, đọc những quyển sách mà ông muốn con phải học. Con rất mong là ông sẽ nghe thấy. Con ân hận, con oán trách, con đau khổ. Con đã đọc rất nhiều sách, nhưng mà con không cứu được ông, không đỡ cho ông cứu đánh chí mạng của tên Bồng Lai. Do đó con đem tất cả sách vở xé nát hết, đốt bỏ hết, vì chúng không cứu được người thân nhất của con. Nhưng mà thời gian sau con không chịu nổi, con chép lại một quyển mang theo bên người, để những lúc con nhớ ông con có thể lấy ra xem, lấy ra đọc. Con rất muốn đọc lại cho ông nghe. Đừng nói nữa. Sau này con mới biết được mọi chuyện đều là dối trá. Rồi sẽ có một ngày con sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Không đâu, người phải tỉnh ngộ chính là ông đó. Con thật sự muốn chống đối với ngoại sao? Con nhất quyết không làm ưng khuyển cho triều đình. Có thả Bông Nguyệt không, ta không quyết định được. Con đi đi.
Đệ tạ nơi tiêu huynh. Từ hôm qua huynh đã làm gì huynh ấy? Huynh ấy bị thương, hình như muội quan tâm hắn còn hơn cả huynh. Rốt cuộc huynh đã làm gì huynh ấy? Cái gì mà làm gì? Là hắn đến tìm huynh muội biết không? Là hắn đến trả mặt với huynh muội biết không? Muội chỉ muốn biết huynh đã làm gì huynh ấy, còn sau đó hắn chạy rồi. Muội thực sự quan tâm gã bồng lai đó sao? Là muội quan tâm huynh, huynh không hiểu sao? Chứ đừng muốn lợi dụng huynh giết những người trong võ lâm, bất kể họ là người xấu hay là người tốt, phải chết bao nhiêu người nữa huynh mới chịu buông tay đi. Nhất tướng công thành vạn khúc khô, nếu muốn làm đại sự thì còn phải trả giá. Muội không hiểu thật sao? Vậy cùng muội, những lời huynh nói với muội đều là thật sao? Tình cảm của huynh đối với muội là thật, muội muốn huynh nói sao muội mới chịu tin đây? Đáng tiếc chỉ có tình cảm vẫn chưa đủ. Huynh có biết sao đến giờ muội vẫn không xa huynh, vẫn ở lại bên huynh? Đó là gì? Muội muốn cứu người bị hại từ chính tay của huynh, tránh cho huynh tội nghiệp quá nặng. Vì vậy muội không phải vì yêu huynh mới ở lại bên cạnh huynh phải không? Các vị anh hùng, các vị hào kiệt, hôm nay chúng ta đến đây chỉ có một mục đích, chính là tìm cổ thành La Á trong truyền thuyết. Mai có minh chủ của chúng ta Dương Đại Hiệp đã nỗ lực hết sức, cuối cùng hôm nay đã biết địa điểm cụ thể của cổ thành La Á. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Nhưng mà trước khi đi, minh chủ có lời muốn nhắc nhở mọi người. Các vị ở đây đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy các nơi, mọi người vô cùng cực khổ đến nơi này cũng chỉ vì muốn cầu tài. Chuyện này vốn là chuyện tốt, nhưng cổ thành La Á vẫn chưa tìm được, đã có kẻ vì chia của ra tay trước. Chuyện này là mất hết thể diện của hào kiệt võ lâm. Vì vậy hôm nay tại hạ muốn những kẻ đã từng ra tay, từng gây chuyện phải rời khỏi đây. Những thứ ở cổ thành La Á các ngươi không có phần. Tuy ông là minh chủ võ lâm, nhưng cổ thành La Á không phải là của riêng ông. Từ cách gì đuổi bọn ta đi? Ngươi là lão tam của Thúy Bình Sơn Trang sao? Đúng vậy, người của Thúy Bình Sơn Trang bọn ta đó rồi. Bây giờ không đi, mãi mãi đừng hòng đi. Còn có ai dám không nghe lệnh của minh chủ võ lâm không? Minh chủ, 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 minh chủ. Minh chủ có lệnh, các đoàn người tập hợp lại, lập tức xuất phát. Quả ma thần, thống lĩnh các đoàn người
Nếu có kẻ gây chuyện, giết không tha. Dạ. Hôm nay có một đám người tiến vào huyện nhà cũng huyện, mình nghĩ họ sắp hành động rồi. Mộc Lan thần quân xưa nay rất cẩn thận, không nắm chắc 10 phần hắn sẽ không manh động đâu. Vậy cũng có nghĩa họ đã biết địa điểm của cổ thành Lã Á, ít nhất cũng có manh mối. Vậy chúng ta theo họ đi. Sao vậy, hai huynh có đi không? Huynh đã giao đấu với họ, nếu bây giờ đi chắc chắn họ sẽ nghĩ chúng ta đi theo. Đại tạng nói đúng lắm, chứ kể họ cài sẵn bẫy. Vậy chúng ta còn cách gì đây? Rừng rậm xuyên nam đối với chúng ta là nơi hoàn toàn xa lạ, chúng ta không thể sinh tồn ở đó, gặp chuyện cũng không thể giải quyết, rất là nguy hiểm. Tìm người dẫn được, đi là cách hay, đáng đi thử. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Không vội, đợi họ lên đường chúng ta mới hành động, phải giữ khoảng cách, như vậy mới an toàn. Huynh đến huyện thành dò la tin tức, luôn tiện mua ít vật dụng vào núi. Huynh nhớ cẩn thận. Huynh nghĩ gì vậy? Không có gì, Huynh luôn cảm thấy Bảo Ngọc có hơi bất đồng. Vậy Huynh có còn cảm thấy Huynh ấy là địch thủ, là đối thủ? Không phải. Chắc chắn Huynh thấy Huynh đã giống bạn. Nếu không có gì mệnh của sư phụ, có thể tôi Huynh là bạn hữu tốt nhất. Thật ra hai Huynh có rất nhiều điểm giống nhau đó. Dạ, Thánh Mẫu à, ta thấy số đời này chúng ta rất khó ra khỏi Trúc Hải này. Không đâu, làm sao đi? Họ có thể chính là người đô trưởng đó. Thanh Mẫu à, có ăn không?
ở đây đều là người đô trưởng, so ra với chỗ họ sống và thị trấn bên ngoài đâu có gì khác biệt. Hầu gia, chỗ này ta cũng mới đến lần đầu thôi. Cô xem, cách bài trí nơi đây khác hẳn với Xuyên Nam. Những người này hình như không biết nói tiếng Hán. Lát nữa ta làm sao giải thích cho họ đây? Nên đi bước nào tính bước đó. Ba người chúng tôi không cẩn thận bị lạc đường nên vào chỗ này, xin các vị lượng thứ cho. Không phải các người muốn đánh kiếm cát sao? Hả? Là ngươi à? Các vị thật không đơn giản, có thể tìm được nơi này. Bao nhiêu năm ở Kim gia, nhờ chủ nhân chiếu cố. Đừng nói nhiều như vậy. Cái gì mà chủ nhân với không chủ nhân? Bao nhiêu năm nay là Kim Mẫu ta có mắt mà không biết thấy sơn. Đây nè, cạn đi, cạn đi. Cạn. Không biết trại chủ, tại sao bao nhiêu năm nay lại thích ẩn cư ở Tửu Trì Nhục Lâm vậy? Các vị hiểu lầm rồi. Tôi không phải trại chủ, tôi chỉ phụ trách liên lạc sơn trại với bên ngoài. Sơn trại ở đây thật cũng giống như ta tưởng tượng vậy. Chuyện này không lạ. Từ thời Tam Quốc, người đô trưởng chúng tôi đã sống ở đây. Kỳ thực, đối với thế giới bên ngoài, lâu nay chúng tôi vẫn là người chuyên truyền đưa tin tức. Cho nên, thế giới bên ngoài thế nào, chúng tôi rất rõ. Trại này cũng đã được chúng tôi xây theo kiểu dạng ở bên ngoài. Vì sao người bên ngoài không hiểu cách gì? Chuyện này rất dễ lý giải. Năm xưa, dân tộc chúng tôi chuyển vào Thâm Sơn, cũng rất lo các bộ lạc khác sẽ truy sát vào đây, nên đã để lại rất nhiều cơ sở bên ngoài. Họ đời này tiếp đời kia, cho đến bây giờ vẫn còn phát huy tác dụng. Vì vậy từ đầu huynh đã biết bọn ta sẽ tới đây. Nhưng mà tôi không ngờ các vị thật sự tìm được nơi này. Vậy là huynh biết kiếm cát ở đâu? Kiếm cát, Cố Thành La Á và người đô trưởng đã có ân oán mấy trăm năm rồi. Sớm nhất vào khu rừng này là người đô trưởng chúng tôi. Chỉ có một khe núi rất hẹp để vào đây. Thời nhà Nguyên, người của triều đình đã đến đây. Họ chuyển đến rất nhiều báu vật. Sau này, vì họ cách chúng tôi rất gần, chúng tôi lo bị phát hiện, nên từng tính bỏ sơn trại ở đây. Nơi huynh kể là Cổ Thành La Á. Đó là một thành đá tự nhiên. Vậy sau đó? Sau khi họ chỉ chuyển báu vật đến, để lại rất nhiều binh sĩ coi thành, những người khác đều lặng lẽ rút đi. Vì vậy lâu nay người Nguyên rất cẩn thận, sao bí mật này lan truyền ra ngoài? Cho nên họ mới không phát hiện sơn trại này. Vậy chuyện này có liên quan gì tới kiếm cát? Sau đó người Nguyên không biết từ đâu tìm được chính đại trưởng kiếm cao thủ ở chỗ khe núi ra vào Cổ Thành La Á, xây nên chính hang động. Đây chính là kiếm cát mà huynh nói. Thì ra họ chính là những người bảo vệ Cổ Thành La Á cho người triều Nguyễn. Cũng không hẳn vậy. Họ vì không muốn các danh kiếm trên đời rơi vào tay kẻ xấu, cho nên mới tìm một nơi hẻo lánh như vậy để ẩn tránh. Đúng vậy. Những người ở Cổ Thành La Á không phải lo chuyện cơm áo, suốt đời cũng không ra khỏi thành, cũng không biết nơi cất giữ chính thanh kiếm ở đâu, phải không? Ta vẫn chưa hiểu rõ. Nếu như chính đại trưởng kiếm khách không lo chuyện cơm áo, vậy tại sao còn phải tìm người của Tửu Trì Nhục Lâm bọn ta để mà làm kiếm nô như vậy? Chuyện này có liên quan đến người đô trưởng chúng tôi. Ngày tháng lâu rồi, binh sĩ trong Cổ Thành La Á cuối cùng phát hiện sơn trại của chúng tôi. Lúc đầu thủ lĩnh đôi bên cũng mong có thể chung sống hòa bình. Nhưng sau này, người Nguyên trong Cổ Thành La Á bắt đầu quấy rối chúng tôi. Lúc đầu chỉ là cướp đồ, sau đó thì cướp phụ nữ. Cuối cùng ép chúng tôi không thể nhẫn nhịn,
chính sơn trại liên thủ tấn công cổ thành La Á, kết quả tiêu diệt bọn họ. Nhưng mà chính đại sơn trại chúng tôi cũng thương vong nặng nề, chỉ còn trại đô trưởng này. Nhưng mà Kim Cát thì có quan hệ gì với huynh hả? Nói ra thì xấu hổ. Lúc đầu dù chính đại sơn trại chúng tôi liên thủ cũng không phải là đối thủ của người Nguyên. Trong chính đại trưởng kiếm khách của Kiếm Cát có 6 người đứng về phía chúng tôi, còn 3 người khác dù không muốn giúp chúng tôi cũng không thể tàn sát huynh đệ mình. Vì vậy họ chọn cách rời khỏi Kiếm Cát. À, ra vậy mới có sự xuất hiện của kiếm nô chúng tôi. Sau đó chúng tôi phong con đường nối liền cổ thành với bên ngoài thì không còn ai có thể đến đây nữa. Và Kiếm Cát cũng thành công khi tìm được Kim Gia. Đó cũng là chuyện mấy trăm năm về trước rồi. Và lần này tình hình đã khác hẳn. Lần này nhân sĩ võ lâm và triều đình đang chia nhau tìm kiếm vị trí của cổ thành La Á. Đương kim hoàng thượng hồ đồ ngu xuẩn, dân chúng lầm than, chỉ mong lấy được bảo tàng này nên điều động binh mã trong thục, cộng thêm đội ngũ cẩm y vệ đồng đúc. Vậy đại dương các vị dự định làm sao? Sau cuộc đại chiến với người Nguyên lần trước, dân tộc đô trưởng chúng tôi tổn thất nặng nề. Lần này chúng tôi càng không phải là đối thủ. Dù sao chúng tôi cũng không tham bảo tàng cổ thành La Á. Vì vậy đại dương đã truyền lệnh trong 30 ngày tất cả mọi người đều rời khỏi nơi này, tiến vào rừng rậm ở Điện Bắc. Chúng tôi chỉ muốn biết chỗ của Kim Cát. Về chuyện này e là phải khiến ba vị thất vọng. Người đô trưởng chúng tôi đã từng thề độc với trưởng kiếm khách, quyết không nói ra chỗ của Kiếm Cát. Và năm xưa 6 đại trưởng kiếm khách trước khi chết từng căn dặn chúng tôi nhất định không được nói cho ai biết chỗ của Kiếm Cát. Kim gia của chúng tôi nhiều đời phục vụ cho Kiếm Cát. Bây giờ chủ nhân Kiếm Cát đều đã qua đời, và thần kiếm thiên cổ của Kiếm Cát lại có nguy cơ rơi vào tay kẻ xấu. Chúng tôi có thể ngồi nhìn mà không lo sao? Về chuyện này quan hệ trọng đại, tôi không thể làm chủ. Tôi nghĩ tôi sẽ hỏi trại chủ giúp các vị. Làm phiền các hạ. Nếu như không được, chúng ta tự đi tìm. Ta không tin chúng ta có thể tìm được Trúc Hải. Chẳng lẽ không tìm được Kiếm Cát hay sao? Xảy ra chuyện rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì? Sáng hôm nay hai đội theo dõi cẩm y vệ và nhân sĩ giang hồ trở về báo cáo. Tốc độ tiến vào của bọn họ nhanh hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ. Chúng tôi nghi ngờ có kẻ tiếp tay bên trong. Vậy các vị có dự tính gì không? Trại chủ đã nói từ 3 đến 5 ngày mọi người phải rời khỏi chỗ này. Tôi nghĩ các vị cũng nên đi đi. Vậy còn Kiếm Cát, huynh không thể nói với bọn ta thật sao? Mấy trăm năm trước, bởi vì chúng tôi không muốn phản bội lời thề của mình nên mới có chuyện cả bộ lạc đi vào núi sông. Nhưng mà nếu huynh cứ giữ lời hứa thì sẽ giúp cho kẻ xấu. Trại chủ đã nói chuyện này không thể thương lượng. Mau rời khỏi đây đi. Dân đàn Thiên Lý Thư Ngụy Sơn, mặc dù thân đàn Vọng Nguyệt Nha, Dạng Nhẫn Phong Tiền Tẩu Kiếm Khí, Cửu Uyên Đàm Tiền Trảm Lạc Hà. Huynh nghĩ tỳ phu muốn nói cho chúng ta biết Kiếm Cát đang ở đâu? Phải, trại chủ không cho hắn nói với chúng ta, vì vậy hắn viết ra giấy. Nhưng hắn lại không nói, cũng coi như hắn không phản bội lời thề. Có 4 chỗ chúng ta phải lưu ý: Dạng Dẫn Phong, Vọng Nguyệt Nha, Thư Mụ Sơn và Cửu Nguyên Đàm. Đường đến Kiếm Cát quan trọng là tìm được 4 địa điểm này hay không. Tên Kiếm Cát thì người đô trưởng có thể không biết, nhưng mà tin Thư Mụ Sơn chắc chắn sẽ có người biết. Nếu như chúng ta có thể tìm được 4 nơi này, có lẽ sẽ tìm được Kiếm Cát thôi. Huynh nói cho ta biết đi. Vậy ngày mai chúng ta đi.
Xin hỏi huynh có biết Thương Bộ Sơn đi đường nào không? Tôi không biết. Xin hỏi huynh có biết Vọng Nguyệt Nha ở đâu không vậy? Tôi không biết gì hết. Đa tạ. Xin hỏi có biết Vạn Nhẫn Phong ở đâu không vậy? Tôi không biết. Huynh có biết Cửu Quyền Đàm đi đường nào không? Không biết, không biết. Có biết Thương Bộ Sơn ở đâu không vậy? Không biết gì hết. Xin hỏi Vọng Nguyệt Nha đi như thế nào? Không biết. Hai người nói đi, có khi nào tiều phu là người có Mộc Lan hay không? Huynh cảm thấy Kim gia ta nhìn người sai vậy sao? Hả? Lúc cha ta còn sống thì hắn đã làm việc ở Kim gia rồi. Không không không, ta không có ý này. Ta chỉ cảm thấy bốn câu thơ đó là chỉ bốn vị trí vừa khớp bốn phương hướng đông tây nam bắc. Ta cảm thấy... Huynh muốn nói là huynh cảm thấy hắn gạt chúng ta? Không, bọn người của Mộc Lan sắp đến rồi, nên bọn họ mới phải rút đi nhanh. Rất rõ ràng đang lãng phí thời gian của chúng ta. Nếu như hắn là người của triều đình thì đâu cần phải phí thời gian, trực tiếp giết chúng ta trong Trúc Hải cho rồi. Lúc đó ba người chúng ta cũng sắp chết đói, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta nghĩ là hắn không muốn nói cho chúng ta biết kiếm cát ở đâu, nhưng mà lại không tiện từ chối thẳng thừng, càng không muốn vì chuyện này mà nảy sinh xung đột gì. Vì vậy mới lấy bài thơ cho qua loa xong chuyện. Vậy thì có ý gì? Khi chúng ta nhìn thấy bốn trụ này nằm ở bốn phương hướng sẽ biết ngay là giả. Hắn muốn chúng ta biết khó mà lui đó. Người biết đáp án rồi. Hả? Đáp án ở đâu? Đáp án trong bài thơ này. Hai huynh có nghe thơ dấu đầu không? Chữ đầu tiên của bốn câu thơ Dân, Bạc, Vàng, Cửu là có ý gì? Có nghĩa là không hiểu gì đâu. Không đúng, hai huynh chỉ biết một mà không biết hai. Nhìn nè, chữ đầu tiên của câu thứ nhất, chữ thứ hai của câu thứ hai, còn hai câu phía dưới, chữ thứ ba, thứ tư. Quên đọc lên đi. Dân vũ phong tiền. Dân vũ phong tiền. Phải đó. Dân vũ phong tiền. Phải. Tìm được dân vũ phong sẽ tìm được kiếm cát. Chúng ta đến dân vũ phong. Chỉ trong một đêm, cả đôi chưởng trại đã trở thành một thành trống. Thật không thể tin được. Thế nào rồi, chuẩn bị xong chưa? Tương đối rồi Kim Đại Hiệp. Vậy chúng ta mau đi thôi. Cả đôi chưởng trại chỉ còn lại ba chúng ta thôi. Giống hệt một cái thành ma, ngay cả một bóng người cũng không có. Nhìn thấy thật khiến người ta phải khiếp sợ. Không ngờ người đô trưởng lại rời bỏ nhà của mình. Kẻ thù trước mắt, còn gì nỡ hay không? Tình thế cấp bách, tên Mộc Lan thần quân lúc nào cũng có thể kéo đến. Nếu như chúng ta còn chần chờ đụng phải bọn chúng thì rất phiền phức. Kim Đại Hiệp, không biết cái chuyện này huynh có nghĩ đến không? Kiếm cắt ở đâu chúng ta vẫn chưa biết. Cho dù tìm được, vì để bảo vệ sáu thanh bảo kiếm của Trung Nguyên, không chừng trong kiếm cắt có cơ quan bí mật. Chuyện này chúng ta phải đề phòng. Đúng vậy. Cho dù chúng ta tìm được kiếm cát, Mộc Lan cũng sẽ tìm được. Đến lúc đó, với sức của bà chúng ta, giống như ngàn tên cảm biệt vệ,
thật sự không thể thắng được đâu. Tổ quấn Kim gia của chúng tôi để lại là muốn cho người đời sau của Kim gia thề sống chết với Kim Cát. Ở trong Kim Cát có thể chôn sẵn cơ quan và binh mã của Mộc Lan Thần Quân cũng có thể rất mạnh. Nhưng mà chuyện này không thể đẩy lùi quyết tâm bảo vệ Kim Cát của ta. Sự bận tâm của hai vị Kim Mộ hiểu rõ. Kim Mộ sẽ ra sức gánh vác nếu như binh mã của Mộc Lan Thần Quân thật sự kéo đến. Xin hai vị mang theo thần kiếm rời khỏi đây trước. Kim Mộ sẽ ở lại đây ngăn cản binh mã của Mộc Lan Thần Quân. Kim huynh à, chúng tôi không phải là những kẻ tham sống sợ chết đâu. Phải đó Kim đại hiệp, chúng tôi không phải có ý này. Dĩ nhiên hai người không phải rồi. Nhưng vì nghĩ cho đại cuộc, vì không để thần kiếm rơi vào tay của những kẻ xấu. Xin hai vị nhân lời của tại hạ, cũng để cho tại hạ đối với tổ tiên Kim gia có được sự trình bày. Không ngờ chúng lại đến nhanh như vậy. Cuối cùng chúng ta cũng đến rồi. Thầy bám đốc tại đại dân, tiểu nhân đã kiểm tra xong, không tìm được một ai. Đây là một thành trống. Cho dù lật tung cả tòa thành này cũng phải tìm được bọn họ. Ta không tin là không tìm được ai. Tiếp tục lục soát. Dạ. Không nên chậm trễ. Nếu không đi, chúng ta sẽ bị bại lộ hành tung. Chúng ta đi thôi. Hầu gia, huynh sao vậy? Xem ra Bồn Nguyệt không có cạnh Mộc Lan. Vậy ta đã đi đâu? Bây giờ phải làm sao? Mộng Ngọc có cứu được nó hay không đây? Hầu gia, Bồn Nguyệt là con cờ Mộc Lan Thần Quân khống chế Bảo Ngọc. Mười tin cho dù Bảo Ngọc không cứu được Bồn Nguyệt, Bồn Nguyệt cũng sẽ tạm thời không sao. Nói thì nói vậy, nhưng mà đừng nóng lòng nữa. Chuyện có nặng nhẹ. Bây giờ quan trọng là bảo vệ 6 thanh bảo kiếm trong kiếm cát. Sẽ có ngày Bôn Nguyệt được cứu thôi. Hầu gia đừng có do dự nữa. Nếu giờ để Mộc Lan Thần Quân tìm được kiếm cát trước thì mọi cố gắng của chúng ta đều uổng phí. Đi. Thầy bảo đốc Thảo đại nhân, thành Nam không còn bóng người, tiểu nhân từ khắp nơi cũng không bắt ra hết. Không cần nói, thành Tây cũng chẳng có ai. Dạ, quả thật chẳng có ai. Đâu thành đại nhân, thành Bắc cũng Thành Bắc cũng không một bóng người đúng không? Cả bóng ma cũng không tìm được đúng không? Dạ, dạ phải. Đâu thành đại nhân. Vậy bọn họ đi đâu rồi? Cả một đám vô dụng như nhau. Cút! Đúng ra, đúng ra. Dạ, dạ, dạ. À, đâu thành đại nhân bất giận. Có lẽ bây giờ người trong thành đã nhận được tin trước khi chúng ta đến, đã rút đi, không còn dấu vết gì cả. Bây giờ manh mối của chúng ta đều bị đứt. Ông bảo sao ta không tức giận được? Độc Thảo đại nhân, trong tay chúng ta không phải có bắt một tên đô trưởng sao? Ta đã ép buộc hắn khai ra. Mũ phượng đó là do hắn lấy trộm của người ta. Hắn cũng chưa từng đến cổ thành La Á.
Bây giờ chúng ta trở về điểm khởi đầu rồi. Uh-huh.